lúc trước có vài tấm hình bựa lắm. Thôi, mày theo tụi nó rồi ghét mà lấy hình cũ của tao ra show hả mày? Thôi thôi, trẻ trâu nó vậy á. À, lấy khẩu trang vô em che miệng hoài mỗi tháng. Không có, anh này cũng cầm cái mic luôn. Không có sao, quen rồi. Cái gì chấm 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 có quá trời là sao? Cho anh ôm em cái. Chứ người Việt Nam con trai ai mà không thích răng khểnh. Ờ, hôm nay có răng khểnh ngay đây nè. Có ngay chỗ đó, and then giờ niền xuống rồi, nhưng mà phải nhổ răng, and then all the stuff. Trời ơi, thấy gớm lắm. Niền răng thôi mà thấy tội em và... Không có, tại có lần trước lên thấy mấy đứa đề cập tới chuyện răng. Nói có cái gì cho răng tùm luôn, ghét rồi che luôn cái miệng. Chứ thường thường gặp bạn ngoài cũng hả họng cười khà khà thôi. Anh thích được gì rồi cho anh